Hello, chào tất cả anh em, chào mỗi thằng mình. Video này chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa khá là đình đám trong khoảng thời gian vừa rồi. Một sản phẩm đến từ nhà Hermès và nó có tên là H24. H24 trong tiếng Pháp nó có nghĩa rằng, hàm ý rằng là một cái mùi hương cho nam giới suốt 24 giờ. Đó, và đây là ngoại hình của em nó. Đấy. Do mình điều kiện kinh tế hạn hẹp, đấy, cho nên là mình chỉ mua được chai mini thôi, chứ chưa mua được chai full để mà sử dụng. Dịch nó vã cũng mệt lắm. Thì như mọi các video trước, mình sẽ chia sẻ đến anh em những cái điểm mình cảm thấy là tốt và không tốt về chai nước hoa này. Và cuối cùng là cái kết luận của mình dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình là có nên mua chai nước hoa này hay không. Ok. Và nếu có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình, có thể là một sản phẩm vui, có thể là một sản phẩm chết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là review của mình về mùi hương Hermès H24. Ok, let's go. Trước khi để nói về những điểm tốt và không tốt ở chai nước hoa H24 này thì chúng ta hãy cùng nói qua về mùi hương của em nó. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này thì có hai điều mình cần lưu ý với các anh em. Điều đầu tiên đó là nếu như các anh em đã từng ngửi qua bộ mùi Unjardin với những chai nước hoa ví dụ như Unjardin Sulani, khu vườn bên sông Nin này, hoặc là Sulatoy, mình không tiếng Pháp thì mình có được hơi kém, đó là khu vườn trên nóc. Ảnh bộ series này thì mình sẽ để bên cạnh. Nếu như các anh em đã từng ngửi bộ Unjardin này và chúng ta cảm thấy rất là mê mẩn, chúng ta cảm thấy rất là phê khi mà ngửi, thì chắc chắn rằng H24 sẽ là một trong những sự lựa chọn rất là chuẩn của các anh em. Bởi vì tất nhiên thì mùi hương của H24 nó không liên quan gì đến bộ mùi Unjardin, thế nhưng về cái style mùi, về cái phong cách mùi, nó có một cái nét có thể gọi là một cái phong cách mùi na ná giống với bộ Unjardin. Có nghĩa là một chút cream, một chút xanh, một chút thảo mộc, đó rất là có cái nét tương đồng với bộ mùi Unjardin. Do vậy, điều đầu tiên đó là nếu như các anh em nào, hoặc thậm chí mình nghĩ rằng chai này cả các chị em cũng có thể dùng được, nếu như chúng ta đã thẩm bộ mùi khu vườn trên đó và chúng ta cảm thấy nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời, thì H24 chắc chắn sẽ là, mình nghĩ rằng cái tỷ lệ nó rơi khoảng tầm 80% là các anh em sẽ thích mùi hương của sản phẩm mới của nhà Hermès đó. Thì đấy là cái điều đầu tiên mình muốn nhấn mạnh với anh em. Còn mùi hương của chai nước hoa này nó như thế nào? Thực sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mình ngửi mùi hương của H24, mình có một cái cảm giác đó là nó hơi fruity, hơi hướng trái cây. Thế nhưng mà mình cảm giác rằng nó vẫn chưa phải là chuẩn. Và thực tế mà nói thì mình đã đọc khá nhiều những comment nhận xét mùi về chai nước hoa này ở trên các cái diễn đàn Fragrantica đó. Nhưng mà cũng không ai diễn đạt được đúng theo cái ý mình muốn truyền đạt lại, nhưng mà không ai có cùng cảm nhận với mình. Thì cho đến khi mình xem cái video review H24 của anh chủ kênh Fragmenter thì mình mới chợt nhận ra rằng anh này và mình có cùng một quan điểm. Đó, anh và anh ấy đã diễn đạt tốt hơn mình. Đó là khi mà ngửi mùi hương H24, cái cảm giác đó là khi mà chúng ta là ủi lại áo ấy, và chúng ta đã có sử dụng những cái ví dụ như nước xả vải hoặc những cái chất hương liệu thơm để tẩm cùng với áo khi mà giặt. Và khi mà chúng ta dùng bàn lá hơi để làm được lại áo thì cái mùi hơi nước nó mix cùng với mùi hương liệu thơm, có thể nước xả vải hoặc bất kỳ một cái gì đấy để làm thơm tho quần áo, nó quyện lại với nhau và nó bốc hơi lên. Thì cái cảm giác khi mà mình ngửi cái mùi hương H24, nó có một cái cảm giác như thế. Mặc dù nhà Hermès có quảng bá rằng họ sử dụng cái nốt kim loại trong cái chai nước hoa này, thế nhưng mà thực tế thì mình không cảm thấy như thế. Mình chỉ cảm thấy một cái mùi hương rất là nồng nàn, của giống như kiểu hơi nước mix cùng với một cái mùi hương thơm của chất xả vải hoặc bất kỳ một cái gì đấy, nó mix cùng với nhau và mình ngửi, mình cảm nhận là như thế. Đó, thì đấy là cái đánh giá của mình về mùi hương của H24. Còn bây giờ thì mình sẽ nêu cái quan điểm của mình về những cái điểm tốt của chai nước hoa này. Điều đầu tiên đó là đây là một chai nước hoa có thể gọi là trái chiều, có những người thích và có những người không thích. Thì đối với những người không thích, cho rằng đây là một cái mùi hương nó khá là đơn giản,
Và phải nói thật, cá nhân mình cũng cảm thấy nó khá là đơn giản. Thế nhưng có một điều rất là chắc chắn rằng kể cả so với các cái sản phẩm niche hiện đang được bán khá là nhiều hiện nay, và tất nhiên là so với các sản phẩm phổ thông, thì mùi hương của H24 nó rất là độc đó. Cái tỷ lệ bị đụng hàng gần như là không có. Và lấy cái điểm mình đánh giá rất là cao ở Chanel Hoa này, cũng như là mùi hương của nó rất là đơn giản thôi. Nó không có phải là một cái gì đấy nó phức tạp cả. Nó không có một cái gì đấy nó gọi là cầu kỳ, nó phức tạp cả. Một cái mùi hương của thảo mộc, một chút hơi, một chút có tí green đó. Rất là không có nhiều điểm nhấn. Thế nhưng một cái điều rất là thú vị rằng cái khả năng bị đụng mùi nó rất là thấp. Gần như là các anh em sẽ không bao giờ bị đụng hàng, bởi đến hiện tại bây giờ thì cả niche hoặc indie, những sản phẩm mà đang được bán theo như mình đã được thẩm, ví dụ đang được bán một cách rộng rãi, thì khả năng đụng mùi nó rất là thấp. Thì đấy là cái điều đầu tiên mình đánh giá tốt của Chanel Hoa H24 này. Điều thứ hai đó là nếu như các anh em văn phòng đó, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn thú vị nữa dành cho các anh em nếu như chúng ta đang cần tìm cái mùi hương dành cho văn phòng. Bên cạnh ví dụ như là Bleu de Chanel hoặc là Prada L'Homme hoặc là Terre Image, thì H24 sẽ lại là một cái mùi hương rất là thú vị cho các anh em văn phòng. Nó có thể không phải là một cái mùi hương để đi hẹn hò, nó có thể không phải là một cái mùi hương để đi tụ tập. Thế nhưng ở một cái khía cạnh khác, đó là đi cà phê, một cái buổi gặp gỡ lịch sự xã giao, hoặc là đi làm, thì H24 nó làm rất là tốt với cái mùi hương. Nó thứ nhất nó nhẹ nhàng, cái thứ hai nó vẫn mang những cái bản chất của nhà Hermes, đó là mùi hương bao giờ cũng rất là sang, kể cả mùi hương nhẹ nhàng nhưng vẫn là sang trọng. Thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta lại có thêm một cái sự lựa chọn thú vị để dành cho office, đặc biệt là văn phòng đó. Mình nhấn mạnh lại là đặc biệt mùi hương dành cho văn phòng thì H24 nó rất là tốt đó. Và đấy là điểm thứ hai. Điểm thứ ba đó là mặc dù có một cái tông mùi nó hơi mang hơi hướng thảo mộc đó, thì nhưng độ bám mùi của Chanel Hoa này mình đánh giá rất là cao, đánh giá rất là tốt luôn ấy. Bởi vì có thể hoàn toàn được khoảng tầm từ 8 tiếng. Và nếu như cơ địa chúng ta tốt, và cái nữa là trong cái môi trường chúng ta sử dụng, hoàn toàn có thể được hơn. Ví dụ như mà anh em ngồi trong điều hòa chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng nó sẽ được bám được tốt hơn rất là nhiều. Và đấy là cái điểm tốt thứ ba của Chanel Hoa này. Tổng quan lại ba điểm mình cảm thấy tốt ở H24 đó là không bị đụng hàng, một sự lựa chọn tốt cho văn phòng, và cái thứ ba đó là khả năng bám mùi rất là tốt. Đó, ba điểm. Còn điểm mình cảm thấy không tốt ở Chanel Hoa này đó là nó khá là đáng tiếc, bởi vì nó được quảng bá rằng đây là Chanel Hoa sau 15 năm, sau một cái gọi là tượng đài rất là thành công của nhà Hermes, đó là Terre Hermes. Thì mình nghĩ rằng có thể là mọi người sẽ mong đợi một cái mùi hương nó phải một cái gì đấy nó bùng cháy hơn, nó có nhiều bước ngoặt hơn đó. Thế nhưng mà không nghĩ rằng ở H24 thì sau 15 năm nhà Hermes lại ra một cái mùi hương có thể gọi là đơn giản. Mặc dù là như mình đã list ra 3 điểm tốt ở trên, thế nhưng mà điểm không tốt rằng là giống như kiểu là một cái áp lực về thành tích ấy. Giống như kiểu là khi mà chúng ta đã đạt được cái này thì nó nhẽ ra, phải ra, nó sẽ phải là một cái gì đấy nó phức tạp hơn, chứ không phải là một cái mùi hương nó đơn giản như vậy. Thì rất là đáng tiếc là H24 nó điểm không tốt đó là cái mùi hương nó khá là đơn giản. Thì mọi người sẽ đánh giá rằng kiểu như là so với cái tượng đài Terre Image thì một cái sự đơn giản quá mức, đôi khi nó là cái bức thử lùi của nhà Hermes. Và đấy là một cái điểm mình cảm thấy là không tốt ở Chanel Hoa này. Tổng quan lại, có nên mua Chanel Hoa H24 này hay không? Ở đây thì mình đưa ra hai quan điểm. Quan điểm đầu tiên, đối với những người nào tìm hiểu về nước hoa sâu đi, là chơi nước hoa, thì mình nghĩ rằng H24 sẽ khó có cửa được đánh giá là một mùi hương thành công.
có thể nó rất là đơn giản, nó không có một cái điểm nhấn. Mình nghĩ rằng sẽ có một cái số lượng anh em chơi nước hoa lâu ấy, thì sẽ có một cái đánh giá như thế. Còn ở thứ hai đó là chúng ta chỉ đơn thuần dùng nước hoa thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn thú vị, nhất là các anh em nào mà trong cái điều kiện môi trường chúng ta hay phải trong office, trong văn phòng ấy, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn thú vị cho các anh em. Bởi vì cái nhất là nó nhẹ nhàng, nó sang trọng, nó bám mùi tốt và nó không bị đụng hàng. Đấy là cái ba điểm mình nhấn mạnh đó. Còn cá nhân mình nghĩ rằng nếu mình là một người dùng bình thường, mình sẽ lựa chọn mua H24, bởi vì mình thấy rằng không có vấn đề gì cả. Còn lại phụ thuộc vào các anh em, chúng ta sẽ tự quyết định rằng có nên bỏ tiền ra mua chai nước hoa này hay không. Video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã xem. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn gọi là đa chiều về mùi hương của H24 này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.